Volkswagen vốn đã luôn là hãng xe lớn nhất thế giới. Và khi cuộc đua điện hóa diễn ra, thì hãng xe Đức này cũng đã bắt nhịp khá sớm để cạnh tranh với Tesla. Tuy nhiên, dù Volkswagen lắm tiền nhiều của và rất nhanh nhạy, nhưng lại đang dần tỏ rõ sự hụt hơi so với các hãng xe Trung Quốc. Từ châu Âu quê nhà cho đến Bắc Kinh, nơi Volkswagen được tin cậy cực kỳ hơn cả những chiếc Toyota, thì ông lớn này lại đang bị lép vế. Năm 2023, lần đầu tiên Volkswagen bị đánh bại trong cuộc đua hãng xe bán chạy nhất Trung Quốc trước một đối thủ nội địa là BYD và cũng chính thức đánh dấu hồi kết của kỷ nguyên Volkswagen độc chiếm tại thị trường này. Còn tại châu Âu, do đánh mất thị trường Nga rộng lớn sau chiến tranh, đi kèm với đó là sự đổ bộ của các hãng xe Trung Quốc ngày một lớn. Người Đức nói riêng và châu Âu nói chung đang lo sợ mầm mống xe điện của Bắc Kinh đang ngày một ăn sâu vào lục địa già. VinFast đã nhìn ra cơ hội này sau khi cắm cờ trên đất Mỹ và kế tiếp sẽ đến châu Âu với chuyến hàng đầu tiên trong quý 4 năm nay. Vậy thời cơ của VinFast đang lớn ra sao, cũng như tiềm năng như thế nào tại châu Âu? Hãy cùng chúng tôi làm rõ những thông tin này trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Mỹ đang tìm cách khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện bằng cách trợ cấp tiền cho họ khi mua xe điện lần đầu. Nhưng tại Pháp, chính phủ nước này đang làm điều tương tự, nhưng không chỉ là nhằm mục đích khuyến khích mà còn để ngăn chặn mầm mống xe điện của Bắc Kinh. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Pháp đang cấp cho khách hàng một khoản ưu đãi từ 5.000 đến 7.000 euro khi mua những mẫu xe đạt đủ điều kiện để kích thích sử dụng ô tô điện trên đường. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có xe điện giá rẻ do châu Âu sản xuất, thì 1/3 tổng số tiền ưu đãi trong sáng kiến trên được cho là sẽ có lợi cho người tiêu dùng mua xe điện do Trung Quốc sản xuất. Trước tình hình đó, chính phủ Pháp sẽ cải tổ kế hoạch này từ ngày 15 tháng 12 dựa trên quy định đảm bảo lượng carbon thải ra trong quá trình sản xuất một mẫu ô tô điện. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các bộ trưởng trong chính phủ nói rằng họ không muốn tiền của chính phủ Pháp mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Và theo quy định mới, các mẫu ô tô sẽ được chấm điểm theo ngưỡng do chính phủ đặt ra về năng lượng được sử dụng để sản xuất vật liệu trong quá trình lắp ráp và vận chuyển ra thị trường, cũng như loại pin mà xe có. Do ngành công nghiệp Trung Quốc nhìn chung phụ thuộc nhiều vào điện sản xuất từ than, nên rõ ràng các tiêu chí này có thể vượt ngoài khả năng đáp ứng của các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc. Trong tháng 12 tới, chính phủ Pháp cũng dự định công bố tên các mẫu xe đáp ứng các tiêu chuẩn và cho rằng các tiêu chí này tuân thủ các quy định của WTO, đáp ứng an toàn về sức khỏe và môi trường. Cách làm của chính phủ Pháp không phải là mới và đang là nguồn cơn cho sự tranh chấp bảo hộ thương mại giữa hai quốc gia. Nhưng đó lại là bước đi cần thiết để giảm sự lo ngại của cả khối thịnh vượng Trung châu Âu trước sự trỗi dậy của xe điện Bắc Kinh. Và theo Bloomberg, một vị lãnh đạo cấp cao của Volkswagen đã được cử tới Trung Quốc để đánh giá thực tế mức độ cạnh tranh của hãng tại thị trường truyền thống này. Và những đánh giá cho thấy tình hình đang khá tệ. Volkswagen sau cơn đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã bị tổn thất nặng nề và buộc phải nhường lại sân chơi cho các thương hiệu nội địa với giá rẻ hơn và chất lượng cũng không kém cạnh. Đi kèm với đó là các thương hiệu xe điện Trung Quốc lắm tiền nhiều của đang tích cực đổ bộ ra quốc tế cạnh tranh. Trong khi đó, châu Âu thì đã đánh mất thị trường Nga sau cuộc chiến tranh và buộc phải nhường vào tay Trung Quốc. Giờ đây, nếu xếp theo thứ tự doanh số bán xe điện tại châu Âu hiện nay, thì Volkswagen nói riêng và các hãng xe điện khác đang xếp thứ 3 sau Tesla và Bắc Kinh. Một hiện thực thảm khốc báo hiệu sự tụt hậu của châu Âu trước xe điện Trung Quốc. Và thậm chí một biện pháp áp thuế nhập khẩu về xe điện của Bắc Kinh đang được chính quyền châu Âu đưa ra và nó nhận được sự ủng hộ của cả Đức và Pháp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho VinFast tại lục địa già. Khi Reuters đã có được thông tin cho thấy VinFast đang lên kế hoạch xuất khẩu những chiếc xe điện đầu tiên sang châu Âu. Cụ thể, hãng xe này sẽ giao khoảng 3.000 chiếc ô tô đến Pháp, Đức, Hà Lan trong quý 4 năm 2023. Như vậy, hãng xe Việt đang nhắm tới mục tiêu tăng gấp 4 lần doanh số bán hàng của mình tại lục địa già, thay vì 700 xe khiêm tốn trước đó. Quyết định của VinFast sẽ lấp đầy khoảng trống mà Bắc Kinh để lại khi căng thẳng xe điện ngày một gia tăng. Và nếu hoàn thành kế hoạch, châu Âu sẽ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của VinFast trong năm nay. Trước đó, doanh nghiệp này đã xuất khẩu khoảng 2.100 xe điện đến Mỹ. Chia sẻ với Reuters, CEO của VinFast bà Lê Thị Thu Thủy xác nhận,
chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm bán ra các dòng xe VF8 tại Pháp, Đức và Hà Lan trong giai đoạn 3 tháng cuối năm. Trong khi đó, các mẫu xe khác như VF6, VF7 và VF9 sẽ chào sân thị trường này vào năm 2024, bà cho biết thêm. Bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, mẫu VF8 đã được các cơ quan chức năng tại EU công nhận là đạt chuẩn các điều kiện và có thể bán được tại 27 quốc gia. Công ty cũng đang hoàn thiện các thủ tục để đạt được xếp hạng an toàn Euro NCAP. Chuyến hàng của VinFast lần này sẽ không chỉ cập cảng châu Âu mà sẽ có một lượng nhỏ đến Israel, đúng như trang tin Group trước đó đã tiết lộ. Và nếu như VinFast có thể lấp đầy khoảng trống do Trung Quốc để lại, thì các sản phẩm của VinFast sẽ có mức giá cạnh tranh hơn. Mẫu VF8 của VinFast có giá khởi điểm 50.990 euro và khoảng 54.217 đô la tại Pháp. Trong khi đó, mẫu Tesla Model Y do Trung Quốc sản xuất cũng đang bị đe dọa bởi thuế quan của EU, có giá khởi điểm từ 46.000 euro. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh song phẳng và thay thế được Trung Quốc, VinFast cần phải đáp ứng được yêu cầu thuế carbon của châu Âu với mức thuế là 75 euro trên một tấn khí thải để tạo ra sản phẩm công nghiệp đó. Và đến năm 2026, mức thuế này có thể sẽ tăng cao hơn, khiến cho mức giá nhập khẩu của mặt hàng từ Việt Nam vào châu Âu có thể cao hơn cả sản xuất tại chính châu Âu, theo thông tin từ tham tán thương mại tại Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nhà máy của VinFast tại Cát Hải hiện đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu. Vậy nên, đây không phải là vấn đề quá lớn. Bên cạnh đó, VinFast cũng đã khai trương các cửa hàng tại Đức, Pháp, Hà Lan từ đầu năm 2022 và thậm chí là sắp xếp được đối tác về thu cũ đổi mới xe tại châu Âu là BCE Europe. Với sự đáp ứng đầy đủ quy chuẩn và mặt bằng đã có sẵn, VinFast có thể tự tin giao xe cho khách hàng châu Âu theo đúng thông tin Reuters trích dẫn. Dù vậy, cạnh tranh vẫn sẽ là cạnh tranh và VinFast bước đầu đã làm được một việc rất lớn là đưa những chiếc xe đạt chất lượng châu Âu đến bán cho người châu Âu và cắm cờ thành công tại thị trường quan trọng không kém, đó là lục địa già. Điều đó cho thấy kế hoạch kinh doanh của VinFast đang đi đúng hướng và bản lĩnh của hãng xe Việt đang ngày càng tỏ rõ hơn, bất chấp những khó khăn mà họ từng gặp phải. Và liệu người dân của lục địa già sẽ đón nhận những chiếc xe VinFast như thế nào? Hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Và vừa rồi cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu có bất kỳ bình luận nào, vui lòng hãy để lại ở bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.